Đấy, đồng bào dân lập thì đang phát rẫy. Đây là họ đang phát rẫy để trồng ngô đấy. Ban đấy xong đợt này là qua Tết là sẽ trồng ngô. Đây gọi là lên nương rồi. Hai bố con chờ mẹ phát giấy không? Chờ mẹ phát giấy không? Vậy em nói. Phát giấy này qua Tết đến mấy trồng ngô hả em? Ừ. Đây đồng bào đây phát giấy. Đây, quay xung quanh cho mọi người nha. Đồng bào ở đây thì là từ đến cái thời điểm mùa này ấy, thì là mọi người phát giấy. Phát nương phát hẳn cả đồi luôn để trồng ngô đấy. Này, ở trên kia cũng có một nhóm này. Nhìn mờ mờ. Họ cũng đang phát đồi. Phát những cỏ cây ngô cũ. Để ăn Tết xong này sẽ trồng ngô. Đây bình thường là cây này. Có rồi rồi. Đây là cái cách đồng bào Mông ở nơi miền núi họ sẽ phát nương. Mùa này là phát cỏ đi là để ăn Tết xong rồi nó trồng ngô. Nó không một năm là một vụ ngô. Đấy. Cái này đi phát có lấy công nhau không em? Đi lấy công nhau không? Đi giúp nhau ấy? Hay là của nhà mình? Đi giúp họ xong này họ về giúp mình đúng không? Đây là dân họ đi giúp nhau phát giấy. Phát nương. Cái này ăn Tết xong mới trồng ngô chứ. Hay là trồng luôn, ăn Tết xong mới trồng thôi ở nhà. Dân đây thì một năm là một vụ ngô. Nên là cứ vào cái mùa thời điểm này là lên đồi phát, đồi chọc hết. Rồi là phải bắt đầu trồng ngô. Một năm một lần, thời điểm qua Tết trồng. Rồi đến sau khi vụ ngô lên thì là thu hoạch. Rồi lại chờ đến cái thời điểm này. Lại phát rẫy. Phát nương để trồng ngô tiếp.
đi theo các cô á, các chị phát giấy á, quần nó không có quần mặc rồi mà thế nào ấy. Đấy, như các bạn thấy đấy, đồng bào miền núi, đặc biệt là dân tộc Mông, Dao ở vùng núi cao Tây Bắc, Đông Bắc, là những cái mùa này ấy, gần giáp Tết là họ đi phát nương. Phát nương để qua Tết là sẽ trồng ngô. Có những nơi là còn trồng lúa nương, lúa nữa cơ. Nhưng mà lúa nương như này bị ít rồi, bây giờ chỉ còn là trồng ngô thôi. Một năm một vụ. Và đây là họ chuẩn bị trước vụ, đây là vụ trồng ngô chính, thu nhập chính. Và bữa ăn của người dân nơi đây, nếu mà không có gạo ấy thì là họ ăn từ ngô đấy, và từ ngô cái đấy họ là làm mèn mén ra đấy. Ngô làm mà thành mèn mén ấy. Rồi, ở dưới kia thì cũng có một số ruộng. Nhưng mà là những cái gia đình mà họ khai hoang trước rồi thì mới có cơ hội để làm ruộng thôi. Có dịp để làm ruộng. Mà ruộng này cũng chỉ làm được một vụ. Và phụ thuộc vào cái nước là nước trời. Còn những hộ gia đình mà khai hoang sau mà có ít ruộng, mà thậm chí còn chẳng có ruộng, thì họ đi phải tìm cách là phát đồi, phát nương, phát rẫy như thế này này để trồng ngô. Vì là cả một năm lương thực là phụ thuộc vào cái ngô, đường ngô này. Và ngô đồng bào Mông này trồng được thường là họ làm thành mèn mén. Chắc chắn nhiều người biết mèn mén rồi. Mà người dân ở đây đi khi đi phát rẫy thường chỉ là phụ nữ. Công việc này thì cũng nhẹ nhàng thôi. Đấy. Chỉ cầm cái dao đi là phát cỏ, phát cây ngô cũ. Khía. Sao không cho cháu nó mặc quần vào? Ồ. Không thích mặc quần á? Lạnh như thế này không mặc quần hả? À, hóa ra thế. Mấy hôm nay lạnh quá, tè ra quần ướt nên giặt không kịp phơi, phơi không kịp khô phải không? Ừ. Thế nữa. Trồng ngô đây là lấy cái ngô này lấy về làm mèn mén ấy đúng không? Đấy. Ừ. Sao việc này đàn ông không đi làm? Đàn ông ấy. Đàn ông đi chơi á? Họ lười đấy á? Ừ. Hay là đàn ông đi chợ? Đây là toàn việc phụ nữ làm nhỉ? Phụ nữ con gái làm không?
Đấy, như mọi người thấy nhá, đây là cái mùa hoa vẫy của đồng bào Mông nơi miền núi. Họ sẽ phát hết những cái nơi mà có thể trồng ngô để qua Tết là trồng ngô để là nguồn lương thực chính. Đấy, đất miền núi nhưng mà rất là tốt để trồng ngô đấy. Cuộc sống lao động của một người dân miền núi là vậy, mùa nương rẫy là đi phát rẫy và lấy trồng ngô. Và nguồn lương thực chính là ngô làm thành mèn mén ấy. Gần đây gọi là cơm ngô. Bữa nào có dịp thì tôi sẽ quay mèn mén cho các bạn xem nhé. Cái này phát xong để khô là đốt đi lỡ. Đúng không? Thôi, xin chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay chúng ta chỉ tham quan, gọi là xem các cô gái ở miền núi vào cái thời điểm này, họ đi phát nương phát rẫy để chuẩn bị ăn Tết xong là trồng ngô. Vừa là Nông Văn Truyền kể đằng sau video này. Hãy đăng ký và ủng hộ tôi nhé, để tôi sẽ có nhiều động lực hơn để làm video để cho các bạn. Bye bye.